Xin chào anh em, tình hình dịch bệnh corona đang diễn ra rất là phức tạp. Nhưng mà tình hình dịch bệnh dù nó có lớn đến cỡ nào cũng không thể ngăn cản anh em học tập và làm việc, đặc biệt là tại nhà cả. Và chính vì vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là hai chiếc mẫu camera được đánh giá là gần như tốt nhất hiện tại. Đó chính là Logitech C930E và thứ hai đó chính là Microsoft Lightcam Studio. Về thiết kế thì chiếc Logitech C930E vẫn giữ được thiết kế, đó chính là thiết kế giống camera truyền thống. Nhưng mà chiếc Logitech Lightcam Studio thì mình nhìn nó khá là giống camera an ninh, nhìn nó hơi dài tròn. Và về nhìn đặc điểm thiết kế thì mình vẫn thích cái chiếc Logitech hơn, tại vì nhìn thực ra là nhìn nó quen mắt hơn là chiếc là Microsoft Lightcam Studio này. Đầu tiên nói về tính năng nổi trội của chiếc Logitech C930, chúng ta có độ phân giải là Full HD và kể cả khi các bạn quay hay là các bạn dùng để chat video đều là Full HD cả. Các bạn có hai microphone riêng biệt thì chất lượng thu âm mình đoán là nó sẽ khá là rõ. Và cái thứ ba đó chính là độ phân về cái trường nhìn của nó là 90 độ và các bạn có thể zoom đến 4 lần ở độ phân giải là Full HD. Nói về chiếc Microsoft Lightcam Studio này, chúng ta có cái khả năng đó chính là xoay 2 lần 180 độ và thành 360 độ. Và cái thứ hai đó chính là khả năng ghi hình, tức là ghi hình lại ở mức là Full HD, nhưng mà khả năng khi mà quay video nó tự gọi video trực tiếp ấy, nó chỉ dừng lại ở HD thôi. Và cái thứ ba là Microsoft rất là thông minh khi tích hợp chúng ta có một cái nút là cái nút tắt micro ở đây. Và nút tắt micro này có thể cùng anh em mà đang dùng bận mà không thể ấn được, không kịp bấm nhanh tay ở trên máy tính ấy, thì ấn đây tiện hơn rất là nhiều. Về khả năng lắp đặt ấy thì mình đánh giá là Microsoft Lightcam Studio 2 nó khá là hay, tại vì thứ nhất là cái phần ngàm này họ làm các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh được theo cái độ góc nhìn màn hình, và thứ hai là cái phần góc camera các bạn có thể vặn đi vặn lại khá là dễ dàng. Và điểm đánh giá cao nhất ở chiếc Microsoft Lightcam Studio này đó chính là cái khả năng là quản lý dây rất tốt, khi mà Microsoft họ rất là chu đáo khi mà họ cho mình một cái đó chính là cái phần để gài dây thừa khi mà không dùng vào. Còn đến với cả C930 thì chúng ta vẫn đơn giản thôi, các bạn sẽ có một cái ngàm kẹp ở đây, các bạn kẹp thẳng vào và chỉnh theo cái góc. Nhưng mà các bạn sẽ không thể nào xoay trái xoay phải được, và đây là một cái điểm yếu đánh giá của C930 khi mà các bạn mà cần chỉnh góc quay. Và một điểm nữa đó chính là chiếc C930 này các bạn không có cái phần mà thu gọn dây như là của Microsoft Lightcam Studio, nên là các bạn sẽ phải dùng một là dùng cái dây thít hay là dùng cái dây để vặn lại để cho nó gọn dây. Về phần mềm ấy thì đa số các bạn mua webcam về gần như chỉ cắm và chạy thôi, nhưng mà nếu các bạn muốn tùy chỉnh sâu một chút như là về kiểu ánh sáng này, độ tương phản này, hay là quay về độ zoom ấy, thì Logitech cho chúng ta một cái phần mềm để tùy chỉnh khá là sâu xa, các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh được gần như tùy theo ý mình và tùy thuộc môi trường xung quanh. Nhưng mà còn Microsoft thì họ không có phần mềm gì cả, các bạn chỉ cắm chạy và không tùy chỉnh được gì thêm. Và đây chính là chiếc Logitech C930E mà các bạn vừa nhìn thấy, đó chính là khả năng autofocus của chiếc C930 này. Và các bạn thấy đây là môi trường xung quanh mình, là môi trường đủ sáng, và chất lượng hình ảnh của C930E mình đánh giá khá là tốt. Và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh như là độ sáng, là độ tương phản để tăng chất lượng hình ảnh lên. Và bây giờ mình sẽ thử tắt hết đèn xung quanh để xem mà chiếc C930E này nó xử lý như thế nào ở trong môi trường thiếu sáng. Mà bây giờ là đến môi trường thiếu sáng gần như là hoàn toàn khi mà chỉ có một chút ánh sáng ngoài trời thôi, và còn lại là tắt hết đèn trong studio rồi. Và các bạn có thể thấy là một chút gần như là nhiễu ảnh đã bắt đầu xuất hiện, và đây mình đánh giá là cũng khá là dễ hiểu thôi. Nhưng mà chiếc Logitech C930 này nó vẫn giữ được chất lượng hình ảnh, mình đánh giá là khá là tốt. Và còn chất lượng âm thanh thì tùy thuộc tai các bạn đánh giá. Và đây là chiếc Microsoft Lightcam Studio 2, và các bạn có thể thấy là từ nãy đến giờ nó vẫn chưa focus được. Lâu quá nhỉ? À đây, được rồi. Và có vẻ như là chiếc cảm biến của Microsoft này mình đánh giá là nó khá là ổn hơn chiếc Logitech khi mà nó nhận ánh sáng môi trường xung quanh là đủ sáng và trong mặt mình nhìn nó khá là điện ảnh. Còn chiếc Logitech thì cùng môi trường bật đèn đủ như này, Logitech nhận diện mặt mình là thiếu sáng và nhìn thấy các bạn có thể nhìn thấy khu mặt trán mình nó bị bóng. Và mình đánh giá đây là điểm cộng cho chiếc Microsoft, nhưng mà điểm trừ đó chính là khả năng focus hình như khá là chậm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử đó chính là tắt toàn bộ đèn của studio để xem là chiếc Microsoft sẽ xử lý như thế nào. Và khi mình tắt hết đèn thì mọi thứ nhìn nói chung là nó cũng sẽ có một chút vân nhiễu, nhưng mà mình cảm giác thì cái độ xử lý ánh sáng đồng đều của Microsoft là tốt hơn Logitech. Tuy nhiên là góc nhìn của Microsoft các bạn thấy là góc nhìn mình là bị bé hơn khá là nhiều, và chiếc webcam này sẽ phù hợp hơn cho các bạn nếu các bạn sử dụng cho đơn thân độc thân thôi. Còn nếu mà các bạn hội họp và cần nhiều người thì mình nghĩ là Logitech nó sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn khi mà góc nhìn của Logitech sẽ rộng hơn khá là nhiều. Và vừa rồi là hai sản phẩm webcam mình thấy rất là đáng giá mua ở thời điểm hiện tại. Tuy là có mức giá thành khá là đắt, khoảng tầm là hơn 2 triệu đồng, nhưng mà thực ra đắt thì xét ra miếng. Về chiếc C930E thì mình đánh giá là nó có webcam góc khá là rộng, phù hợp cho các việc các bạn hội họp nhiều người. Và cái thứ hai đó chính là hai chiếc microphone hai bên giúp thu âm nó thoải mái hơn và tốt hơn. Nhưng mà về cái cảm biến ấy thì mình đánh giá là chiếc Microsoft cảm biến nó về nhận diện ánh sáng môi trường và tùy chỉnh cái ánh sáng ấy thì tốt hơn là chiếc Logitech này. Và nhưng mà về phần mềm ấy thì Logitech lại hơn. Và nếu mà các bạn nào dùng cho cá nhân ấy thì mình đánh giá là thích Microsoft mà Lightcam Studio này nó khá là ổn hơn. Còn nếu các bạn nào mà thích
tùy chỉnh vọc vạch là hội họp nhiều người thì chiếc Logitech C930 lại là một sự đáng giá hơn cả. Và mùa dịch thì căng thẳng lắm rồi, và bây giờ anh em mình tốt nhất là cứ ở nhà và làm việc đi nhá. Và mua webcam nào cũng được, có tùy chọn sở thích của anh em thôi. Còn bây giờ chào các bạn, mình làm việc tiếp đây.